chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ quay một cái video clip ngắn thôi để giới thiệu đến tất cả mọi người một cái dòng sản phẩm mà phía công ty mình đang phân phối. Đó là cái gáy dao gặt mực sử dụng cho dao gặt mực một phân ha. Đây mọi người thấy rất là nhiều đúng không? Bởi vì đây là những cái số lượng mà mình nhập về để chuẩn bị bàn giao đến cho khách. Và khi mình nhập về thì mình sẽ dồn đơn lại để tùy theo cái lô của mình á, cái lô của mình dài hay ngắn và cái sản phẩm in của mình là sản phẩm nó dài hay là nó ngắn nữa đó. Rồi trong một cái thùng như thế này nè, cái giá dài như thế này nó có rất là à, một nè, hai nè đó, nó có rất là nhiều cái gá dao nằm phía dưới ha. Đó thì tại sao mà mọi người sử dụng cái gá dao này nhiều đến như vậy? Bởi vì nó rất là hiệu quả và đem đến cho mọi người một cái lợi ích về kinh tế khi mà sử dụng cái gá này. Và đây là những cái gá nó nhỏ hơn ha, không nhỏ hơn nè, nó ngắn hơn ha. Còn đây là cái gá đó mình chuẩn bị giao cho khách nên mình sẽ bỏ trong cái ống lõi này, nó sẽ dài hơn, rất là nhiều kích thước luôn, ngắn nè, ngắn có nè, rồi dài hơn tí xíu cũng có nè đó, rồi dài hơn tí xíu kia, dài ơi là dài luôn cũng có luôn đó. Và tiếp theo là mình muốn giới thiệu mọi người, đây là cái gá dao hai lớp nha. Đây là cái gá dao hai lớp, một lớp và hai lớp. Mọi người đừng có nhìn tay mình nha, tay mình nó hơi xấu tí xíu. Mọi người nhìn cái gá nè, đó nó sẽ có hai lớp, để xa xa cho mọi người nhìn thấy. Hai lớp là một lớp và hai lớp, mình sẽ đưa cái lưỡi dao gặt mực vào cái đường rãnh này ha. Thì sử dụng như thế nào thì khi mà bên mình lắp đặt và bên mọi người có nhu cầu á thì bên mình sẽ tư vấn kỹ hơn. Mình không thể nào chia sẻ trên video bởi vì nó rất là dài dằng á. Ở cái gá dài này luôn thì cũng là cái gá luôn, nhưng gá dao luôn, nhưng mà cái này mọi người thấy không, nó sẽ cấu tạo thành 3 lớp. Mọi người nhìn thấy 3 lớp không ta? Đây là một lớp nè. Ha, một lớp nè, hai lớp nè. Và đây là lớp thứ 3. 3 lớp. Thì tại sao phải sử dụng gá một lớp? Tại sao phải sử dụng gá hai lớp và tại sao sử dụng gá 3 lớp thì nó sẽ có công dụng khác á, khác nhau ha. Khi mà mình giao đến khách á thì mình sẽ bỏ những cái gá này vào trong cái ống lõi như thế này và giao đến tận tay cho khách ha. Đây mình sẽ rút cho mọi người xem. Thực ra mọi người muốn sử dụng cái gá này á thì mọi người cứ liên hệ đến số hotline, phía công ty mình sẽ tư vấn trực tiếp, đồng thời sẽ đến tận nhà máy của quý khách hàng để đo làm sao để khi mình gắn cái gá này vô là nó sẽ khớp và chỉnh chu nhất, không sai một mm nào cả ha. Đó, độ rộng của gá và độ dài của gá nó sẽ, và độ dày của gá nữa, nó sẽ khác nhau tùy theo cái mỗi cái máy nha. Đây là số lượng mà mình chuẩn bị bàn giao cho khách rồi. Mình giới thiệu sơ qua cho mọi người vậy thôi. Nếu mà mọi người có quan tâm và muốn nâng cao cái chất lượng của sản phẩm in của mình, đồng thời cắt giảm được chi phí trong cái thời gian mà vật giá cái gì cũng lên, thì mọi người cứ liên hệ đến số hotline của công ty, sẽ tư vấn rất là nhiệt tình cho mọi người và đưa ra cái giải pháp tốt nhất là mình sẽ sử dụng cái gá như thế nào và dao gặt mực như thế nào. Cảm ơn mọi người đã xem qua hết video nha. Bye bye.